Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh. Những bài hát hot nhất 2023. Đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt đi cả bóng mình. Những chiếc chen khuấy đảo vũ trụ top top. Nhân tay đây nào, mai gặp nhau bạn nhá. Bên ngoài thế giới chỉ cao đất dày ở trong. Và tất cả các mạng xã hội, đừng bỏ lỡ nếu bạn muốn trở thành cao thủ bắt chen top 1 nhé. Đầu tiên, Cực Cháy với giai điệu Người Miền Núi Chất. Bạn có đoán ra đó là ai không? Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất. Chính xác, nữ hoàng nhạc chế của tôi, Hậu Hoàng. I love you. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất. Thoạt nhìn tưởng đơn giản phải không? Nhưng không hề giản đơn đâu. Bởi vì sau đây bạn đã bị đưa vào cái thế khó lựa chọn. Hậu Hoàng, phong cách nào đẹp hơn? Phong cách tiểu thư, hay phong cách khôn ngầu? Till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill. Theo như cá nhân mình thấy nhá, đã là fan thì phong cách nào của Hậu Hoàng cũng đỉnh hết trơn. Nếu như phong cách tiểu thư được 10 điểm thì phong cách cun ngầu được 10,5 điểm nhé. Không có nhưng. Úi xà ta, đây là ai mà vừa lạ vừa quen vậy ta? Quan là băng đồng xanh, dưới chân sầm hai con kỳ. Chính xác là ông Năm trong Thỏ Bảy Màu. Chắc hẳn rất nhiều bạn ở đây là fan của chị Thỏ Bảy Màu đúng không? Quan là băng đồng xanh, dưới chân sầm hai con kỳ. Mà sao ông Năm cũng trong băng rồng xanh vậy? Ngầu quá ông Năm ơi. Vào một ngày nọ nhọ như con bọ, khi Thỏ Bảy Màu báo qua bị anh em băng rồng đỏ bắt cóc rồi. Thế là ông Năm tái xuất giang hồ, lên đường cứu thỏ thôi. Ngay lúc này, ông đang không biết chọn cửa nào. Chúng ta có thể giúp ông Năm một chút được không? Cửa thứ nhất toàn chất độc thôi, cửa thứ hai rất nhiều rắn độc, và cửa thứ ba ma cà rồng. Ông Năm nhỏ bé phải chọn cửa nào mới an toàn? À, mình nghĩ ra rồi, cửa số 3 sẽ an toàn nhất. Bởi vì bây giờ đang là ban ngày, các bạn nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia không? Ma cà rồng rất sợ ánh sáng mặt trời đấy. Ông Năm sẽ qua đó, an toàn và chẳng có vấn đề gì đâu. Đi thôi ông Năm. Mà này, các bạn đừng đi theo ông Năm quá xa nhé. Bởi vì cao thủ ăn đu đủ cũng chắc gì đã nhận ra nhân vật báo thủ sau đây. Ấy là một cao thủ hài hước, Oppa Hi Idol. Hôm nay anh ấy nhảy pro thế nhở? Nhìn nhảy thôi đã muốn thấy 1000 like rồi. Ồ, vậy thì cặp đôi sau đây có thể xứng đáng thả thêm 2000 like ấy chứ. Bởi vì giới trẻ đã say ngây ngất cặp đôi ấy. Bạn đoán họ là ai? Không thể lệch đi đâu được, đó là anh Tunali và chị Yến Dương đấy. Bạn nào mà từng xem cặp đôi này rồi thì có thể comment điểm danh xuống bên dưới nhé. Bạn sẽ trở thành 2% fan cứng, trở thành chiến thần top top. Chỉ cần vượt qua câu hỏi đơn giản này thôi. Cố gắng lên, hãy đoán đây là ai. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình từng tình toàn toàn tình toàn tình. Chiến thần hề hước, cao thủ tạo ra những tiếng cười, Đặng Nam Hải Triều. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình từng tình toàn toàn tình. Chà chà, anh Hải Triều ơi, anh là báo thủ nhà S Channel hả? Nhanh Trí là một fan cứng cựa của anh Hải Triều đấy. Bởi vì những video anh ra đều nói rất là hay và rất nhiều fan xem nữa. Càng xem càng thấy tuyệt cả là vời. Ở những giây phút tiếp theo, Nhanh Trí sẽ tiếp tục cùng các bạn chinh phục những câu đố hack não hơn. Bởi hình như là anh em fan Nhanh Trí càng ngày càng đỉnh rồi. Thế thì chẳng phải câu đố ngày càng phải khó hơn sao? Nhân vật tiếp theo là ai đây? Đồng chí Tân Linh lên đồ, mới nhân lệnh xuống từ trên bộ, đi bắt đường dây mắt. Hey, đồng chí
Tờ Hoa, lên đồ, đi thẳng vào tim fan nhé. Đồng chí Tờ Linh, lên đồ, mới nhận lệnh xuống từ trên bộ, đi bắt đường dây mắt. Liên tục những nhân vật tiếp theo, đố bạn nào đỡ kịp đấy, đây là nhân vật nào? Đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên, ở đồng đất à. Nếu như bạn là một fan cứng của dãy TV thì không thể nào không nhận ra hình bóng quen thuộc này. Đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên, ở đồng đất à. Thảo Ly ơi, tụi em không thấy động đất mà là động lòng rồi. Động lòng vì Thảo Ly đó. Tiếp theo không phải là một màn nhảy động đất đâu, mà là một câu nói rất cần trí nhớ của bạn để nhớ ra đó là câu nói của ai. SOS. SOS, SOS, gương mặt tạo nên cơn địa chấn SOS lộ diện nè. SOS. Hú hồn chưa các bạn mình? Đã thông minh, tinh nhanh rồi, thế mà bây giờ các bạn còn có cả cơ hội trở thành fan cứng, có tài suy luận rất nhạy bén. Hehe, vượt qua câu hỏi này thôi. Chỉ cần xem và lựa chọn màn biến hình nào đỉnh nhất. Số 1. Anh bước đi phải giấu tình đôi ta. Số 2. Anh sẽ thấy ngoài kia đấy bao cô gái như em không cần tình yêu. Hay số 3. Lặng nước cơ. Ơ kìa, xem đến đây thì lại thấy khó lựa chọn rồi, suy luận mãi mà cũng chưa ra, Nhanh Trí chọn cả ba được không? Hí, bởi vì theo Nhanh Trí được biết, người giàu thì chọn tất chứ không chọn một đâu. Các bạn thì sao? Chọn phiên bản nào thì comment xuống bên dưới nhé. Ô này, chưa dừng lại ở đó đâu, nhấp nhổm làm gì, ngồi yên coi tiếp xem còn gì thú vị hơn nữa nhỉ? Ái chà chà, điệu nhảy này chất đấy. Câu hỏi là bạn có phát hiện ra đây là ai không? Đừng nhăn nhó chứ, vì đã có xin lo đây. Đó là trend bật chế độ bay lên, cực kỳ cháy. Ê, mà bạn có dám tham gia thử thách nếu như hát và nhảy theo trong những thử thách sau thì sẽ thua không? Nếu mà dám chơi thì dám chiến tiếp nhé. Nhân vật sau đây có tới vài triệu fan, nhưng 7% trong số fan đó mới nhận ra thần tượng của mình. Bạn có nằm trong 7% đó không nhỉ? Một cao thủ top top có tên là một loại hạt. Đó là anh Đỗ Đạt. Ui chà, Thánh Nhây bữa nay có giao diện lạ lùng quá ta. Tiếp tục là những tiktoker khác khiến bạn u mê quên cả lối về. Đây là tiktoker nào? Một thử thách phán đoán khá là lạ đấy. Chính xác là Phùn Anh. Yay, chúc mừng các bạn nhé. Chiến thần biến hình, chúa tể bắt chen, hot nhất TikTok, kẻ hủy diệt mọi outfit, Phùn Anh. Ơ, mà xem đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết Phùn Anh là con trai hay con gái đâu. Thực sự đấy, có bạn nào biết thì bảo Nhanh Trí với nhé. Ô, fan ơi, quá xa là vui. Đội nào đu trend đỉnh hơn, bạn sẽ chọn đội 1. Hay đội 2. Hai đội này có vẻ khá dễ dàng để lựa chọn đấy chứ, bởi vì một bên thì ngầu, một bên thì hài hước, ai theo chủ nghĩa nào thì chọn chủ nghĩa ấy. Ôi là trời, mình thì sẽ theo cả hai. Từ nãy đến giờ có vẻ tham lam ấy nhỉ.
Cơ mà các bạn ơi, dạo gần đây có một người nổi tiếng đã bị các chú công an bắt vì tội đu trend đi xe mà thả tay rất nguy hiểm. Đã lái xe mà cứ ra vẻ thế này, có mà toang. Vì thế phải trả một cái giá rất đắt là vào tù nghỉ dưỡng một thời gian. Ego, vậy nên khi chúng ta có bắt trend gì hay làm bất cứ một việc gì đi chăng nữa thì hãy cân nhắc thật kỹ càng nhé. Đừng vì một phút nông nổi ra vẻ rồi đi đời luôn đó nha. Ring ding dong, giờ ra chơi đã đến rồi. Chúng mình cùng đột nhập vào một ngôi trường học để xem những anh chị học sinh này đang nhảy giai điệu nào thật là cháy nhé. Đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng mình. Thầy cô cho phép thì tụi em quẩy tới bến lên nhạc. Mà có bạn nào để ý mấy dòng chữ nhơ nhỏ trên phông nền sau không? Trung học phổ thông Thái Thuận Bắc Giang đó. Hooray, 98 mãi đỉnh nha. Chiêm ngưỡng hết màn mãn nhãn này lại đến màn mãn nhãn khác. Hôm nay bạn nào mà xem được video này quả thực là rất may mắn. Ai mà có cái vẻ trách chi quá nè. Quạt, xin hả? Cậu trách chi thật đấy, bất ngờ ghê. Cùng biên lăng lắc đồ như ai đó. Đó, mới khen xong, bạn xin quậy quá, lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng nhanh trí tin, chúng mình sẽ tìm ra trong vài giây thôi. Là ở đây. Oh no, sai mất rồi. Vậy thì ở đây. Đúng luôn, cuối cùng cũng tóm được cậu. Xin ơi, cậu có chạy đằng trời nhé. Lâu lắm rồi, chúng mình không gặp lại vũ trụ Skibidi Toilet nhỉ. Hôm nay vui vui một chút nhé. Nếu mà nhận ra đây là ai thì liền tay nhận ngay 10 điểm. Nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng mình. Mình đang đeo bên. Yay, hình bóng ấy là của Spiderman. Nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng mình. Mình đang đeo bên. Wow, bạn khá là tinh ý đấy. Bái phục, nhưng e rằng sự thử thách những đôi mắt tinh anh này sẽ làm khó bạn rồi. Spiderman khác biệt nhất là ai vậy ta? Đứng ở vị trí nào vậy ta? Mình không tin là 5 giây bạn đã tìm ra đâu. Đáp án của mình là Spiderman khác biệt nhất ở đây. Hey, làm sao mà thoát khỏi con mắt tinh tường này chứ? Được rồi, đến đoạn khó chưa vậy?